đoàn Thiên Long đặt mục tiêu doanh thu 10.000 tỷ đồng cho đến 2025 thông qua việc đẩy mạnh phát triển dòng các sản phẩm cốt lõi và bắt tay với các đối tác mới như Kingdo, Nutifood, thậm chí nhảy sang lĩnh vực sản xuất thiết bị y tế có liên quan. Theo người đứng đầu Thiên Long, tập đoàn có thể mở rộng theo hai hướng là phát triển thêm các dòng sản phẩm văn phòng phẩm mới trên các nền tảng sẵn có, đồng thời phải đẩy mạnh khâu bán hàng thông qua việc hợp tác với các đối tác. Tập đoàn đang thương thảo với một số thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản, Đức, Mỹ để trở thành đại diện phân phối và phát triển sản phẩm của họ tại Việt Nam, xa hơn là ở các nước Đông Nam Á. Các đối tác mà Thiên Long dự định hợp tác sẽ là các công ty chuyên ngành văn phòng phẩm, nhưng ở các phân khúc sản phẩm khác nhau nhằm tạo thêm giá trị và giúp đôi bên cùng có lợi. Bởi các đối tác này, dù nổi tiếng trên thế giới nhưng chưa có nhiều hiện diện tại Đông Nam Á. Tập đoàn cũng có ý định bán hàng theo mô hình B2B, bán hàng qua kênh doanh nghiệp như việc hợp tác với Kingdo, thông qua sự hiện diện tại chuỗi thương hiệu bán lẻ Chúc Chúc hay phối hợp với Nutifood để tạo ra nhiều sản phẩm giá trị hơn trong chương trình phát triển dòng sữa cho học đường. Đáng chú ý là tập đoàn văn phòng phẩm này còn tham vọng nhảy vào một lĩnh vực mới là sản xuất thiết bị y tế. Với hợp tác trong mảng này cũng không quá khác biệt mà sẽ tận dụng được các thiết bị máy móc hiện tại của Thiên Long. Ông Cô Gia Thọ chia sẻ thêm rằng tập đoàn có làm việc với công ty Medlife về cung ứng thiết bị y tế. Thiên Long đã sản xuất được bút có thể vẽ trên da hay bút gạch đường chỉ trong phẫu thuật thẩm mỹ. Đây là lĩnh vực rất tiềm năng, nhưng chỉ với một sản phẩm bút thì chưa đủ. Công ty đang ấp ủ kế hoạch sản xuất các thiết bị y tế phòng mổ khác bằng nhựa. Tập đoàn đã có sự ấp ủ và chuẩn bị sẵn trước mùa dịch, đó là mục tiêu phát triển doanh số 10.000 tỷ đồng đến năm 2025. Dù sau đó dịch Covid-19 bùng phát, nhưng càng thôi thúc công ty hành động mạnh mẽ hơn.